Dự đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 3, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của ngành công thương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bộ Công Thương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.